các quý vị, nhà thờ cho tiền tip người giao pizza hơn 1.000 Mỹ Kim, tin tự Pickerington, Ohio. Giáo đoàn tại một nhà thờ ở Ohio đặt mua pizza từ một tiệm Domino's trong một buổi lễ, rồi cho tiền tiếp người tài xế hơn 1.000 Mỹ Kim. Đây là số tiền ngoài các giáo dân quyên trong buổi lễ. Người nữ tài xế của Domino's Pizza đưa một chiếc bánh pizza trị giá là 5.99 Mỹ Kim đến nhà thờ Sycamore Creek ở Pickerington, ngoại ô thủ phủ Columbus hôm ngày 4 tháng 10. Mục sư Steve Marco, đưa cô ta lên sân khấu rồi hỏi cô số tiền tiếp lớn nhất cô từng nhận được là bao nhiêu. Cô cho biết là 10 Mỹ Kim. Một sư Marco sau đó cho biết là ông đang giảng dạy về lòng quảng đại tại nhà thờ, do đó giáo đoàn đã quyên góp được một khoản tiền để tặng cho người giao pizza. Cô tài xế đã bật khóc khi biết được khoản tiền đó là hơn 1.000 Mỹ Kim. Báo Columbus Dispatch từng thuật rằng giáo đoàn khi đó vừa hoàn tất một loạt buổi lễ mang tiêu đề là tôi khánh tận, giờ đây tôi hết khánh tận. Nhà thờ này đã thu hút khoảng từ 500 cho đến 600 giáo dân mỗi tuần.